6 con, 3 đôi. 3 đôi. Con nào đầu đỏ là con trống nhá. Này con này con mái này. Này con này con trống này. Đấy. Mái. Con này đầu đỏ trống này. Trống này. Đấy, mái này. Con này to quá. Đấy. Thì đấy cứ quay bình thường thôi. Bình thường thôi. Chiều nay tớ cũng gửi, sáng gửi 4 hộp. Chiều nay gửi 3 hộp. Nay còn gửi cho thầy chùa. Ok. Đấy, em để vào đây đi này. Ấm êm. Êm ấm. Ăn cơm chưa? Em ăn nhỉ. Thì vào đây ăn cơm em. Dạ thôi, em xin phép em. Đi xa xôi đến anh bớt cho tiền xăng. Rẻ được 200. Này bà chủ ra nhận tiền cái. Ông chủ chỉ biết nuôi chim thôi. Anh vào đây nhé. Đấy, ở đây đưa gặp bữa ăn cơm với anh. Dạ thôi, dạ anh xin phép, dạ. Rồi, dạ. Nhá, dạ, nhá vâng. Là hai đôi trước là đẻ tốt rồi gì. Dạ vâng ạ. Ờ rồi, dạ, rồi. Anh ạ. Đi luôn đi cho nó khỏe. Nếu mà ngại thì ra ngoài kia ăn bắt bún xong đi. Máu phết đi từ ban nãy đi là 80 cây rồi à? 80 cây rồi. 80, đi từ Bắc Ninh lên Ba Vì à? Từ Bắc Ninh à? Ờ, Bắc Ninh như đây là 80 cây à? 80 cây rồi. Con xe này đi có vẻ thanh niên phết nhỉ? X-Tractor à? Vâng. Con này nhiều tiền đấy nhỉ? Em mua hơn 50. Ờ. Chưa vợ à? Em chưa ạ. Ờ, chưa vợ. Còn gì đâu. Có cái buộc chưa? Có chứ ạ. Ờ. Bây giờ đi phát thẳng về Thanh Hóa luôn à? Vâng, em thẳng mạch về Thanh Hóa. Đi thỉnh thoảng nghỉ tí. Hồi trước em chạy có bốn tiếng. À. Chỗ nào Thanh Hóa em? Em ở Ngọc Lặc ạ. Ngọc Lặc. Làm bây giờ đang làm bên Bắc Ninh à? Vâng, em làm chỗ Bắc Ninh. Bọn em làm hôm trước là cũng cả bọn bạn nữa là làm bên đấy nhỉ? Vâng, nó làm một công ty khác, em làm công ty khác ạ. À. Buộc bước cho cẩn thận mà. Cái đây em. Cái này là cái gì đấy? Màn hình à? Cái này kiểu cái mua lồng. À vâng, chuẩn bị. À cái dạ. mua lồng. Ừ. Dạ, mua chim thì phải có lồng nuôi. Dạ, đúng không? Vâng. X-Tractor này thanh niên nói là cộc cỡn quá luôn. Để đây quấn vắt vào qua đây này. Qua đây ở đây là đâu được. Cái này không chắc rồi. Vừa nhà anh nuôi nó hoang dã nên ra là bắt nó hơi lâu. Dạ, vâng. Nó rộng mấy hai nữa anh phải đi ủng xuống đây này. Dạ. Nhưng mà chim khỏe lắm. Dạ. Bóng trơn đấy không? Dạ. Em hai đôi trước em thấy không? Nhìn vâng. Nó đẹp như là chim ấy. Của em ban đầu nó đẻ rồi. Ừ. Sau đó em thích quá. Thế là em mới lại đụng tay vào. Ừ. Thế là nó mới có vâng. Hơi tay. Thế là nó có hơi tay. Ừ. Không nhưng mà để một hai đứa nó già là xong nó đụng thoải mái. Thì giống chim Nhật Pháp phú nuôi này nó xong thế phải. Là nó lại bỏ đâu 5 hôm ấy, xong nó lại để lại. Ừ. Thế là một đôi ra con rồi đúng không? Vâng, một đôi ra con rồi ạ. Ừ. Còn một đôi thì đặt. Em lúc nào nó ấp nhiều quá em bỏ mấy cái ít thuốc lào dưới gầm ổ cho nó đuổi giận mạt. Dạ. Ừ. Nó có mồi nó giận mạt nó sợ. Dạ. Còn thỉnh thoảng thay rác cho nó. Nhưng cứ một lứa thay là... Ừ, mình có mà càng thoáng càng ấy thì nó lại càng sạch sẽ, nó không ngứa ngáy. Em thì rồi rừng núi nó nhiều. Ờ. À. Không ở thành phố. Ấy. Cái giống này nó phải có nắng, có gió, nó thoáng thì nó lại khỏe chim. Nên nuôi trong nhà trước sau bệnh. Dạ.
anh có mấy ông bạn nuôi trong nhà ấy, được năm đầu năm thứ hai nên xong là nó nhiều và nhiều vấn đề lắm. Yeah. Nhưng mà nuôi ngoài hoang dã này cứ nắng thì nó xoại cánh, mưa nó lại xoại cánh, nó tắm đến lúc bữa rồi chả ngồi vô tư ngồi ăn bữa cơm chẳng gì đâu. Cái tâm lý đi là chỉ muốn về. Muốn về thôi, là Tết rồi. Đợt lại về là về Tết luôn à? Em về nghỉ 2 hôm. Chắc về thăm người yêu. Có đâu anh, chưa có. Người yêu gì đâu. Thế em 9 mấy? Em 94 ạ. Tư thì cũng 2 mấy rồi chả. Có vị chả có người yêu hết rồi. Có phỏm hết rồi, cứ chưa ngả bài thôi. Buộc cho chắc vậy em. Đi. Yên tâm, chở cái này thoải mái. Công an có hỏi cũng là động vật nuôi thông thường. Không phải là động vật gì, quý hiếm hay là nghiêm cấm gì cả. Ây da, con trà màu lân này ác phết này. Chơi lại luôn này. Vừa bẫy được xong mà là đáp lại luôn đấy. Đi bình tĩnh an toàn nhá. Dạ, vâng. Có thông tin thì kỹ thuật kỹ thuật cứ alo cho anh. Dạ vâng, em bảo anh nhá. Ờ. Đi nhá. Các bạn xem con này là con lân nhá, đá lân nhá. Còn phải nghĩ luôn, chơi luôn. Vừa bẫy được cho ra ăn hoa quả ở dưới này mà chơi luôn này. Rỉa lông rất hồn nhiên.
Như sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào mào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gáy hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982, 0989 177 982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.